棒。宝宝灯。Lucky con banana na na, lucky con banana na na, lucky con banana na na, chui to đây. Là mẹ khỉ banana na na, là mẹ khỉ banana na na, là mẹ khỉ banana na na, chui to đây. Lucky ba banana na na, lucky ba banana na na, lucky ba banana na na, chui to đây. Ba khỉ đây banana na na, ba khỉ đây banana na na, ba khỉ đây banana na na, chui to đây. Lucky ông banana na na, lucky ông banana na na, lucky ông banana na na, chui to đây. Thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, banana. Cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na. Chuối nào, thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, ăn chuối nào. Con đang bơi dạo vòng quanh biển. Hôm nay bạn ấy sẽ làm gì đây? Hả? Cái gì kia? Ố, nó đi đâu mất rồi? Cá mập con, bạn ổn chứ? Các bạn, cùng nhau đi theo nó nào. Wow, thật là thú vị. Mình chưa thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì? Wow, cá mập con có những đốm đen giống như báo đốm vậy. Trông bạn tuyệt lắm. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Bao đốm nè. Báo đốm nhanh hơn cả hổ và sư tử nữa đó. Wow, nhanh chưa kìa. Mình không kịp nhìn luôn. Báo đốm thật ngầu, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta nên biến thành loài vật nào đây? Wow, lần này cá mập con có sọc đen và trắng, trông giống như ngựa vằn vậy. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Bạn ngựa vằn. Chào ngựa vằn, rất vui được gặp bạn. Bạn từng nhìn thấy cá mập ngựa vằn chưa nào? Oh, ngựa vằn sợ chạy mất rồi. Xin lỗi nè. Hả? Hoa văn này là của ai? Wow, cá mập con có những mảng nâu giống như hươu cao cổ vậy. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài nên chúng có thể tiếp cận thức ăn ở trên cao. Đúng vậy, cá mập con. Bạn không có cổ dài, nhưng bạn là một thợ săn cừ khôi vì bạn bơi rất giỏi. Trong hộp cuối cùng sẽ là gì đây? Wow!
Wow! Cá mập con có một bộ lông cong thật lộng lẫy. Là chim công, chut tu ru tu ru. Là chim công, chut tu ru tu ru. Là chim công, chut tu ru tu ru. Chim công nè. Wow! Trông như có một chiếc quạt đầy màu sắc ở đuôi của cá mập con vậy. Thật đẹp. Là bao đom, chut tu ru tu ru. Ngựa vằn đây, chut tu ru tu ru. Hươu cao cổ, chut tu ru tu ru. Chim công nè. Hóa thân thành các loài vật đúng là vui quá đi. Lần sau ta sẽ hóa thân thành gì đây? Mình háo hức quá. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Sơn 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 tút tút bầm bầm len ken. Sơn 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 tút tút bầm bầm len ken. Lên tàu thôi. Tút tút hãy lên tàu hỡi mọi người. Dạo chơi học tên của muôn thú. Tút 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 hãy lên tàu hỡi mọi người. Xe lửa ABC thật vui nhộn. Tút tút. A. Alpaca. B. Bat. C. Chameleon. D. Dolphin. E. Elephant. F. Flamingo. G. Giraffe. H. Hedgehog. I. Impala. J. Jaguar. K. Koala. L. Lamb. M. Meerkat. A. Nightingale. Hãy lên tàu hỡi mọi người, dạo chơi học tên của muôn thú. Tút 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 hãy lên tàu hỡi mọi người, xe lửa ABC thật vui nhộn. Tút tút. O. Ostrich. P. Panda. Q. Quail. R. Raccoon. S. Skunk. T. Turtle. U. Uriel. V. Vulture. W. Walrus. X. X-ray fish. Y. Yak. Z. Zebra. Tút tút chiếc tàu quay về rồi. Và đây là chim cún. Lên tàu thôi. Tút tút chiếc tàu quay về rồi. Để sao chi hành trình. Để mình giới thiệu những người bạn động vật nhé. Âm thanh gì thế này? Ta là sói, kẻ phản diện lén lút nhất trong trang trại của Bình Phong đây. Ta tới đây để gây rắc rối nè. Ôi không, tên sói lén lút đã làm xáo trộn âm thanh của các loài động vật rồi. Các bạn ơi, có thể giúp mình tìm lại âm thanh của các loài động vật được không? Các bạn giúp được hả? Cảm ơn các bạn nha. Nếu ngươi không tìm được âm thanh của ngươi sớm, ta sẽ ăn thịt ngươi đó. Động vật đầu tiên của trang trại, cùng tìm ra tiếng kêu của bò nhé. Bò. À.
Au! Đó không phải, đáp án đúng rồi. Đây là tiếng của gà trống gái cho mình biết là trời đã sáng rồi. Cùng thử lại lần nữa nào. Cái này. Sai một lần nữa thì ta sẽ ăn thịt bò đó nha. Ấu. Ôi không. Đây là tiếng kêu của loài khỉ. Khỉ sống ở trong rừng đó. Ta thích ăn thịt bò lắm đó. Chó sói đang tới gần kìa. Hãy mau tìm ra đáp án đúng nào. Cái này. Bò. Tìm được rồi. Bò. Ping pong có một nông trại nè. Ia ia o. Và trên nông trại là những chú bò. Ia ia o. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Ping pong có một nông trại nè. Ia ia o. Âu. Không có tiếng kêu, người sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn của ta. Lần này ngươi không thoát được đâu. Âu. Cạp cạp. Hãy tìm tiếng kêu của heo nào. Ốc ốc. Khó quá đi. Cái này phải không? À, không phải rồi. Vậy đây là tiếng kêu của loài vật gì? Ồ, đây là tiếng kêu của bạn chó con dễ thương. Vậy phải cái này không? Ôi, mình nghĩ chúng ta sai rồi. Đó là tiếng kêu của bạn cừu với bộ lông xù. Thịt heo là ngon nhất rồi. Cứ đoán sai đi. Âu. Cẩn thận, heo ơi. Chó sói đang thèm thuồng lắm rồi. Ta phải mau tìm ra đáp án thôi. Phải, nó đây rồi. Ông, ông. Đúng rồi. Ông, ông. Ta đói lắm rồi, Ping Pong. Không thể tin là cả hai lần ngươi đều tìm được. Lần này sẽ khó hơn nhiều đó. Âu. Bồ. Ôi không, con đắc trói rồi. Có thêm nhiều phương án để lựa chọn nữa. Được rồi các bạn, hãy mau tìm tiếng vịt kêu nha. Xem nào. Phải cái này không? Meow.
yêu của mèo con. Mau tìm ra đáp án, nếu không chó sói sẽ ăn thịt bạn vịt đó. Cùng xem nào. Cái này. Gấu sẽ là bữa ăn của ta. Ôi không. Đây chắc chắn là tiếng kêu của ngựa. Ngựa chạy rất nhanh. Bữa tối hôm nay là món vịt. Mình nên nướng nó hay nấu đây? Mình nghe là chó sói sẽ ăn thịt đàn vịt mất thôi. Nhanh lên, tìm nhanh nào. Phải đây không? Cáp, cáp. Đúng rồi. Không, bữa tối của ta. Cáp, cáp. Không. Ping Pong có một nông trại nè. Ia, ia, ô. Và trên nông trại là những chú vịt. Ia, ia, ô. Nào cùng kéo bên đây và cùng kéo bên kia. Kéo bên đây, kéo bên kia, kéo vang lên muôn nơi. Ping Pong có một nông trại nè. Ia, ia, ô. Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình tìm đúng âm thanh của các loài vật trong trang trại. Búm bô. Ốc ốc. Cạp cạp. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Ping Pong sẽ đi bơi với gia đình cá mập hôm nay. Hãy theo chân Ping Pong đi xuống biển. Các bạn ơi, giúp chúng tôi. Ồ, đó là cá mập bà và cá mập ông. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đêm qua, một số con khỉ cướp biển xấu xa đã đưa cá mập mẹ, cá mập bà và cá mập con vào rừng. Nếu chúng ta không giải cứu họ ngay bây giờ, gia đình tôi có thể gặp nguy hiểm lớn. Hãy cứu gia đình cá mập của chúng tôi. Ôi không, Ping Pong, các bạn ơi, hãy đi tìm gia đình cá mập trong khu rừng. Trước tiên, hãy tìm cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Ồ, có một cái đuôi màu hồng đang di chuyển ở đây. Đó có thể là ai? Tôi đã cố gắng bắt vài con cá, nhưng đã bỏ lỡ chúng vì bạn đó Ping Pong. Đó là bạn chim hồng hạc, xin lỗi. Đây có thể là cá mập mẹ. Chào Ping Pong, đây là tai của tôi. Đó là một chú voi hồng. Cá mập mẹ đâu nhỉ? À ha, mình đã tìm được cá mập mẹ. Đúng rồi, đó là tôi, cá mập mẹ. Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi. Tôi nghĩ cá mập ba ở quanh đây. Bạn có thể giúp tôi tìm anh ta không? Chắc chắn rồi, hãy tìm cá mập ba ngay bây giờ. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh cá mập ba. Cá mập ba sẽ ở đâu đó quanh đây. Các bạn, mình thấy hai cái đuôi màu xanh ở đây. Cái nào là cá mập ba? Đây, hãy cùng nhau gọi cá mập ba nhé. Cá mập ba, bạn có ở đây không? Đúng rồi các bạn, bây giờ các bạn có thể giúp tôi xuống khỏi cái cây này được không? Làm thế nào chúng ta có thể giúp cá mập ba leo xuống cây nhỉ? Tôi sẽ giúp bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cá mập mẹ du 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 du, cá mập ba du 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 du, họ ngay đây du 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 du, họ ở đây.
Wow! Bây giờ chúng ta sẽ tìm cá mập con nhé. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Ồ, ai đây? Tôi là một con báo, tôi sẽ cho bạn thấy tôi nhanh như thế nào. Wow, thật là tuyệt vời. Cá mập con có thể ở đâu? Ồ, chúng tôi đã tìm thấy cá mập con. Ha ha, cuối cùng thì tôi cũng đã bắt được biên phong. Rất tốt. Yo ho ho, tôi sẽ có một buổi tiệc lớn với bạn bè của tôi tối nay. Ồ không, có ai có thể giúp chúng tôi không? Ồ, có một cái đuôi lấp lánh ở đằng kia. Biên phong, hãy thử kéo cái đuôi đó. Cô lại làm điều xấu xa nữa à, khỉ cướp biển. À, đó là sư tử, vua của rừng xanh. Chà, kết thúc rồi. Cảm ơn ngài sư tử rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng lo lắng, tôi thay mặt cho lũ khỉ gửi lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ mắng con khỉ để nó không làm như vậy nữa. Cá mập con chu 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 chu, cá mập con chu 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 chu, bà ngày đây chu 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 chu, chu ở đây. Wow! Cá mập mẹ, cá mập ba và cá mập con, bọn họ đã trở lại biển. Làm tốt lắm mọi người ơi. Biên phong, các bạn ơi, nhờ có các bạn mà cả gia đình chúng tôi đã trở lại biển. Cảm ơn biên phong, cảm ơn các bạn. Làm tốt lắm mọi người, chúng ta sẽ đi bơi, phải không? Yay! Là thú vị. Wow, hãy vui vẻ nào. Wow, hãy vui vẻ nào. Cùng tìm những âm thanh nhí nhố từ rừng xanh nào. Chào các bạn. Các bạn đã sẵn sàng thám hiểm rừng xanh chưa nào? Các bạn nghĩ sẽ có những loài vật nào sống trong? Các bạn có nghe thấy gì không? Ôi trời! Người có thể nghe tiếng chuyển động của ta sao? Ta là rắn kẻ phản diện số 1 của rừng xanh đây. Ta tới đây để ăn thịt thú rừng đây. Kẻ nào mất tiếng kêu với bùa chú của ta thì sẽ khô héo hết. Cáp cáp. Ôi không! Tiếng kêu của các loài vật bị xáo trộn cả rồi. Các bạn hãy giúp mình tìm lại tiếng kêu của chúng nhé. Thật sao? Các bạn sẽ giúp mình hả? Cảm ơn. Nếu không tìm được tiếng kêu của mình thì ngươi sẽ mất hết sức mạnh đó. Ta sẽ ăn thịt ngươi chỉ trong nháy mắt thôi. Hãy mau tìm lại tiếng kêu của loài động vật đầu tiên nào, là cá sấu. Ốc ốc. Phải cái này không ta? Ôi không, vậy là sai rồi. Phải rồi, đây là tiếng kêu của bạn cừu bông mà. Ốc ốc. Sai một lần nữa là ta sẽ ăn thịt cá sấu đó. Không. Ốc ốc. Ồ,
nên nuốt cái đuôi hay cái đầu trước đây? Rắn đang tiến lại gần hơn. Nhanh nào, mau tìm đáp án đúng nào. Đây rồi. Rau. Tìm được rồi. Rau. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Rau rau, tôi là cá sấu xanh nè. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu băng lên muôn nơi. Tôi chính là cá sấu nè, sống ở trong rừng. Rau. Hiss. Người phá hỏng bữa ăn của ta. Lần này thì người đừng hòng phá rối ta nữa. Cạp cạp. Cùng tìm tiếng kêu của bạn vẹt nhé. Xin chào. Ấp 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 ấp. Phải cái này không? Ấp 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 ấp. Ôi không, các bạn, không phải đáp án đúng rồi. Ấp 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 ấp. Là tiếng kêu của các bạn ớt. Vậy phải cái này không? Ngươi sẽ trở thành bữa ăn của ta sớm thôi. À, mình tìm sai rồi. Là tiếng kêu của bạn ngựa chạy rất nhanh. Ta có nên dùng lông vẹt để làm cái mũ thời trang không? Vẹt ơi, cẩn thận, rắn đang ở gần đó. Cùng xem nào. Là cái này. Xin chào. Tìm được rồi. Xin chào. Rừng xanh nè, xem có ai trong này. Tôi chính là vẹt nè, hãy nói câu xin chào. Nè cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là vẹt nè, sống ở trong rừng. Xin chào. Ôi không, người thông minh hơn ta tưởng đó. Lần này sẽ khó hơn cho mà xem. Miau. Ôi không, gợi ý bằng hình ảnh mất rồi. Các bạn, hãy nhớ kỹ xem đâu mới là tiếng kêu của bạn hổ nhé. Bò. Khó quá đi. Có phải cái này không? Hình như chọn sai mất rồi. Là tiếng kêu của khỉ. Ta phải mau tìm ra đáp án, nếu không bạn hổ sẽ bị rắn ăn thịt đó. Khó nghĩ quá đi. Cái này hay cái kia? Bò. Hiss. Ngài cả hổ cũng sẽ thất bại trước bùa chú của ta thôi. Không. Bò. Đây là tiếng kêu của bò sữa mà. Hiss.
Khi ăn thịt hổ xong, ta sẽ trở thành vua của rừng xanh. Trắng đang siết chặt bạn hổ kìa. Các bạn ơi, nhanh lên đi. Là cái này. Tìm đúng rồi. Không, ta nói là ta sẽ là vua của rừng xanh mà. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Là hồ vằn sống ở trong rừng. Nè con kêu bên đây và con kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là hồ vằn sống ở trong rừng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đi tìm tiếng kêu của các loài vật cùng mình. Xin chào. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Ôi, này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.